Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ giới thiệu với toàn thể các bác một dòng Supernova siêu ray. Siêu ray. Ray này chất lượng cực kỳ luôn. Em chính thức nắn sơn sang các mảng âm thanh sự kiện ngoài trời. Nên là các bác nào có quan tâm đến cái sản phẩm gì thì bên em cũng gần như có đầy đủ hết nhá. Đầu xuân năm mới thì cũng không có nhiều vốn lắm. Cũng thì vay chỗ nọ chỗ kia vay loạn hết cả nên rồi. Đấy. Càng ngày càng thấy hàng nó nhiều tiền lên các bác ạ. Ngày trước thì nợ 10-20 triệu, bây giờ nợ hàng trăm triệu đồng. Đấy, đây cho mặt các bác đây nè. Hệ thống loa Nairay sự kiện ngoài trời. Đến từ thương hiệu là IBO, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Nhưng mà sản xuất cho công lắp ráp thì lại tại Trung Quốc hoàn toàn. Và dòng này thì em nói thật các bác là các bác nên mua. Nếu như các bác nào đang làm live show sự kiện tiệc cưới rồi muốn nâng cấp lên mà đòi dòng ray thanh gióng 40 thì nên bỏ qua đi, dùng cái này nó chất lượng hơn nhiều. Đây nha, đây là dòng loa Nairay sự kiện ngoài trời. Sử dụng bát neo, tép neo, trung neo, 3 đường tiếng. Bát trung tép neo. Rất khủng khiếp. Chuyên dùng cho các bác đánh live show sự kiện tiệc cưới ngoài trời. Nó phải gọi là siêu kinh khủng tởm luôn. Thì đây nó về là nó tình trạng như này. Ray IBO này. Đấy. Hai bát, hai trung, hai tép. Tí em mở ra cho các bác xem nhá. Đây là bộ chốt dày này. Đấy. Chốt dày hàng bãi xịn, rắc của nó khủng bố thế này cơ mà. Còn cái hàng mới thì nó làm gì đúng không? Đấy, còn cong véo. Cái này do vận chuyển nó cong nhá, không làm gì được đâu. Đấy, tay sách bằng nhôm, nhôm đúc nguyên khối. Cạnh này của nó bằng nhựa. À đâu? Không biết đúng không nhỉ? À sắt, cạnh bằng sắt, ngoài bọc sắt trong là nhựa. À gỗ, à đâu cũng sắt luôn nhỉ. Đúng rồi, cái này bên ngoài là bằng sắt này. Sắt hoặc thép ấy, đây cũng thế. Thì bây giờ em sẽ mở hẳn ra để cho các bác cùng xem nhé. IBO, một thương hiệu nổi tiếng đến từ ở Mỹ. Và sản xuất do công lắp ráp thì hoàn toàn là tại Trung Quốc. Đấy, rất là nặng luôn. Quả dây này em chưa cân lên. Ui dồi ôi, nhưng mà nói chung là các bác mà làm sự kiện mà đánh hoành tráng ngoài trời thì chơi cái này là vừa. Khủng khiếp lắm, tí nữa em sẽ có đầy đủ thông số chi tiết cho các bác xem. Dòng này là nếu mà những cái loại dây mà ngoài trời này thường thường là nó sẽ chia quay. Các bác phải dùng 2 hoặc 3 chiếc đẩy để đánh được một cái loa. Đấy. IBO. IBO khủng khiếp luôn. Này các bác nhìn này. Đây nó còn có luôn là cả góc chỉnh độ mở của loa tép nhá. Đây này. 2.5, 30, 45, 60 độ. Ui dồi, khiếp cái loa sao nó xịn thế nhỉ. Nó còn luôn cả cái góc chỉnh độ cho họng kèn của Jack này. Thế mới khiếp. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá. Đây cái mặt sau của nó đây. Thì về anh em Việt Nam đã nghe theo đúng lời khuyên của em là chế lại cái rác này. Trước là New Trick 8, bây giờ thành New Trick 4 rồi. Con này là Mazebi EBO. Em sẽ quay ngược lại cái điện thoại nhá. Đấy, được chưa? Con này model là NA3612 AHC, tức là 3 loa. 3 loa. Đấy, 12 là 12 inch, còn 6 đây là tổng cộng là 6 loa, 3 way. 3612 đây là NA là Nairay này. 3 là 3 đường tiếng, 6 là 6 của loa, 12 là của bát 12 inch. Ok. Hiểu. Nói chung là đây là một dạng Nairay mà chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới ngoài trời. Mà đánh khủng khiếp, đánh không cần mic đâu, không cần mic non nha. Rất khủng khiếp luôn. Thì về trong tình trạng này em về được có 2 đôi. Với mức giá thì em đọc giá là các bác cũng từ từ ngã ngửa nhá. Ui giời ơi, ui giời ơi, nặng thế. Dây IBO. Tí nữa em sẽ báo giá chi tiết nha. Thì con này về là không có phân tần đâu. Về là bên em phải độ chế hoặc là chiêu quay. Nếu như các bác mà làm thì có khi phải chiêu quay cơ. Họng kèn này thì nên mở hết cỡ này nhá. Đấy, giữa có một rãnh này. Về bãi mà nó còn tương đối đẹp. Thùng nó gần như là chưa có mấy vết xước. Các bác xem thùng đó, chưa mấy vết xước. Dày riêng nó kiểu vận chuyển nó còn cong cả chốt dày này. Cái này đang nghĩa là người ta phải tháo ra trước cơ. Đây là mới xếp nó cứ để này xong là văng va đập vận chuyển nên nó bị thế. Đó, rất là khủng khiếp luôn. Hiện tại một cặp này bên em đang bán với mức giá là 18 triệu giá tại cửa hàng. Chưa có phân tần các bác cộng cho 1 triệu nên là 19 triệu.
và là 20 triệu một đôi, là em bao ship toàn quốc. Tính cước đấy là gọi là tính cả cước, cả gửi bưu điện hoặc gửi xe thì giá cước tương tự nhau nhé. Bởi vì gửi bưu điện thì cũng phải tầm gần 1 triệu một quả loa rồi. Gần 1 triệu một quả loa này em gọi là lấy lãi cái nọ đập vào cái kia đấy, gọi là lấy lãi của phân tần đấy. Còn này không phân tần đâu, còn các bác đến tận nhà đấy mà không cần phân tần thì là vào 18 triệu. Đến tận nơi đấy là 18 triệu. Một đôi em có hai đôi nhé, lấy cả đấy nhá. Chứ không tách nẻ đâu, tách nẻ là các bác đấy là 21 triệu một đôi đấy. Bởi vì cái này là nó ghép theo hệ thống của nó. Nó về cả súp nữa. Nhưng đang hết tiền không đủ sức để ôm cái con súp của nó. Là A 3612. Nghe số cũng thuyết phục phết đấy chứ. Này này, khung nhôm. À khung sắt chứ không phải khung nhôm. Nhôm nó đắt lắm, mà sắt này nó nặng thôi nhưng nó chi phí nó rẻ. Cái cặp này mới cứng, hiện tại bên Trung Quốc họ đang chào bán. Theo như em tìm hiểu một số website bên Trung Quốc thì giá nó vào khoảng tầm là trên 60 triệu một đôi. Một đôi như này, tức là khoảng tầm 30 mấy triệu một chiếc. Đấy là giá bên Trung Quốc nha, về Việt Nam thì còn nữa. Đấy là mới cứng, còn đây hàng đã gọi là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng rồi thì cái này. Con này nó sử dụng là một họng chè chắc kèm giữa này, hai quả chung này. Bên này là bát, bây giờ không đinh tinh lên thuyền nữa. Em sẽ tháo ra nhá. 6 loa trên một thùng. Ui to nặng lắm. Cái này nó quá thì cái loa này không có cửa đâu. Cái loa này lại không có cửa. Đấy, nó còn chung giờ đi khác rồi. Còn nếu mà anai ray mà một bát mà kèn thì không có loại nào đủ sức mà so sánh loại này. Còn nếu mà có chung giờ thì nó lại tối đa được cái hiệu quả nó hơn. Còn họng kèn này, họng kèn còn chỉnh được cái độ này. Đấy, bá đạo. Ui giời ơi, khiếp. Siêu kinh khủng luôn. Ok thì bây giờ em sẽ phẫu thuật ra. Mời các bác cùng xem nhá, xem là cái dòng siêu ray này có xứng đáng với mức giá là 18 triệu một cặp giá tại cửa hàng không ạ? Nha, mời các bác cùng xem. Đây các bác xem nha. Thì bây giờ em hỏi các bác là em hỏi các bác lại lần cuối. Bây giờ các bác gióng lên một đôi dây đôi 30, giá nó khoảng tầm là 13 đến 15 triệu. Mà các bác dây đôi 30 nha, bát neo tiếp neo cho các bác full option cấu hình cao nhất trên đời đi, không vượt quá 16 triệu. Được chưa? Với cặp này em bán hàng bãi 18 triệu. Cái loại 30 kể cả 40 đôi nhá, bát neo tép neo nhá, không đủ trình độ để mà xách dép chạy theo con này. Tại sao em dám to mồm nó này thế? Thì bây giờ em sẽ cho các bác xem cái thông số của nó. Cái thông số của nó là các bác nào nhìn cái thông số của nó giật mình ngã ngửa ngay này. Đấy, đây nhá, em đã in ra rồi, mất thời gian đó. Là A3612 AHC. Đấy. Con này là đáp tuyến từ 65 Hz đến 19 kHz cộng trừ 3 dB. Đấy, cộng trừ 10 dB là 50 Hz đến 20 kHz. Đấy. HF là 112 dB này. Đấy, min F là 106 dB này. NF là 101 dB này. Em đã hỏi các bác như bây giờ cái loa neo này mà bãi xịn này mà bán 18 triệu một đôi, nhưng có hai đôi là mua cả nhá. 18 là vào 36 triệu. Hai đôi. Bát neo chung neo tép neo, em sẽ cho các bác xem đỡ phải tháo họng kèn check ra. Hai quả check neo bây giờ em tính nha, bây giờ tép neo 750 giá thị trường tầm 2,6 triệu một đôi, hai đôi là vào 5,2 triệu rồi. Đây hàng tiêu chuẩn, hàng xịn nhá. Còn chưa tính là hàng này hàng nhập khẩu của BC xịn. Đấy, kia nó có một cái bo phân tần, không biết là không biết có phải anh em chế thêm không, nhìn trông nó có vẻ kiểu hàng chế lắm. Đáng nghĩa tháo màn hậu ra cũng được nhưng mà thôi. Đã mất công tháo thì tháo hẳn cái này ra cho các xem. Còn chưa tính đến hai quả mid ram này. Hai quả mid ram, hai quả trung này. Đấy. Hai quả trung âm này. Loại này mà các bác mua không có tầm 3 triệu một đôi, cứ tên đến tận nhà thằng Văn Độc đâu rồi. Đấy nhá. 3 triệu một đôi mid ram mà hàng xịn này. Nó thông số đáp tuyến thì nó có ghi hết trên đây rồi. Thì đây là HF là từ 1.5 kHz đến 19 kHz. Min F là từ 450 Hz đến 1.5 kHz. NF là từ 100 đến 400 Hz. Đấy. Đây là NF nhá. Còn khi đấy là đo ngoài rồi, còn khi lắp vào thùng thì đo nó sẽ khác. Imrex 8 ohm này. Đấy, NF này, compressor 3 inch này. Min F này 6.5 inch này, 2 inch Vicon này. HF là 1/4 inch. Acid 3 inch Vicon, tức là 3 inch Vicon đấy là côn 76. Đấy, với giá này em hỏi thật các bác có nên mua không? Có hai đôi nhá. Hai đôi tổng cộng là 36 triệu, không bán lẻ đâu nhá. Mua một đôi không bán đâu nhá.
Em định lấy thêm vài cái hàng cao cấp nữa nhưng mà thôi. Đấy, giới thiệu đã. Thì đây cái họng kèn của nó nè, họng check của nó là có thể tùy chỉnh được cái góc mở của nó. Nó giống cái dòng gì đó của Amdan, của cái dòng JB, một số dòng JB thì có tùy chỉnh được này. Một số các cái dòng cao cấp nữa như Adamson cũng có thể tùy chỉnh được cái góc mở của họng kèn check này. Đấy. Ví dụ các bác bóp nó lại này thì nó đánh tiếng xa, nó không phủ mặt. Còn các bác muốn đánh nó gọi là vừa phủ mặt vừa đánh xa thì để này. Đấy. Hàng xịn của nó thế. Đây bát của nó đây. Bát này xương của nó xương BC. Còn cụ này thì đúng là xịn rồi, không chê được rồi. IBO Electronic in USA. Tức là công nghệ sản xuất là tiêu chuẩn của Mỹ nhá. Còn sản xuất do công lắp ráp thì tại Trung Quốc thôi. Chứ không có đâu ra một loa này mang từ Mỹ. Tiện đây có thước em đo luôn cho các bác xem cái XYZ nhá. Đây, chiều cao là vào 39 gần 40 cm. Chiều ngang. Thiệp cái loa này nó cồng kềnh quá, đo là phải đủ nha. Không đo thiếu đâu nha. Hết cỡ là vào 108.5 cm nha. Còn chiều sâu. Sâu con này thì bình thường thôi. Sâu của nó hiện tại đang là thành cao là vào 52.5 gần 53 cm, cả đây nữa thì là vào 54-55 cm. Đấy. Nói chung các bác mà kê một đôi này trên một cái chiếc xúc kép, cái loại xúc kép không có cửa mà ăn được đâu. Tiếng nó đánh kinh lắm. Đây nhá, bên này là khoang nở ép này. Bên này khoang min ép này. Và ngay ria cái khoang của cái min ép thì nó là cái vách thoát hơi. Vách thoát hơi của nở ép luôn. Tại sao cứ nở ép min ép ép tí nữa các bác loạn liền giờ. Đấy, siêu loa 18 triệu một đôi. Chấp tất cả các loại dây. Kể cả em không có ý định gì mà hàng các dây mới. Nếu mà dây mới mà các loại DB Acoustic D-Ray 12 nhá, không có cửa. Con này 2 bát 30, 2 chung, 12 chiếc kẹt, 2 tép 750. Thế bây giờ các bác mà đánh gọi là hết công suất của cả cái dàn này thì cứ phải gọi là rực rỡ luôn. Không hết công suất đâu, bởi vì độ nhạy của nó rất là cao. Họng kèn là kèn nhôm đồng hoàng này. Kèn nhôm nhá. Cái này thì em không tháo đâu, quay cho bác xem thôi chứ tháo kèn ra nằng nhằng lắm. Vừa tháo một cái bát này ra thôi đã mất gần 15 phút rồi. Ốc của nó nằm ngay ria cạnh này, vặn nhẹ nhàng từng tí một, vặn mạnh tay cái nó vào cái mảng bát này. Đấy. Đấy, bát của nó đánh kinh lắm. Bát 30, tưởng bát 25 hay là bát 30. Lúc đầu em mua bảo 25 thì hơi đắt. Sau về mở ra u bát 30 thôi, thế là nãi rồi. 30 là giá tốt rồi. 30 mà giá tầm 18 triệu một đôi là giá tốt rồi. Còn 3 đường tiếng nha. Nhưng cái này là phân tần nó hơi phức tạp tí. Nếu mà các bác mà muốn bên em làm sẵn cho phân tần, các bác về đấu một đẩy đánh một đôi loa thì sẽ vào chi phí phân tần là 1 triệu trên một cặp. Tức là 19 triệu là cả phân tần cho các bác, chưa có tính phí ship. Là giá vẫn tại cửa hàng nhá. Phí ship này các bác tự lo nhá. Phí ship cái này gửi bưu điện thì nó tầm 800.000. Tầm 800 đến 1 triệu trên một chiếc. Như này, đấy là em hỗ trợ công đóng gói bìa rồi xốp các kiểu đấy. Mà con loại này thì gửi xe cũng được thôi. Thì các bác mất công đi đón. Gửi xe thì từ đây vào trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc miền Nam đi thì cước phí nó vào khoảng tầm 600-700 nghìn trên một chiếc này. 600-700 nghìn. Nhưng mà nếu mà gửi xe thì các bác chuyển khoản hết cho em nhé. Chứ em không có thời gian đâu mà em đi đón tiền nhà xe hàng nhằng lắm. Mấy cái nhà xe hàng nhằng lắm. Tiền âm có khi cầm của hộ thôi xong là tiêu hết rồi. Xong là như này thì kia hàng nhằng lắm. Ông thích đâu. Đó. Nhiều dòng loa này tiếp nó đảo ngược âm dương này. Đây, dây âm này, dây dương này. Nói chung nó tiếp vào đảo ngược âm dương. Nói chung là lúc đầu nhìn cái màng loa, các bác nhìn cái màng loa tưởng là từ thường, hóa ra từ neo. Đấy, từ neo này. Neo nhé. Bát neo, trung neo, tép neo. Siêu khủng. Cái loại này các loại dây thánh gióng nhá. Dây thánh gióng kể cả dây hãng đi. Dây hãng các loại bát 30 đơn, không có cửa. Dây đôi 30 may ra, nếu mà hàng hãng thì may ra ăn được cái loại này. Nhưng mà giá nó cao hơn loại này. Hàng hãng mới mà. Còn hàng bãi thì sắp tới em về nhiều. Sắp tới em về nhiều cái hàng bãi mà cao cấp lắm. IBO một thương hiệu rất nổi tiếng. Thương hiệu đến từ USA. Còn sản xuất trong công lắp ráp thì tại Trung Quốc hoàn toàn.
Rồi không linh tinh liên thuyên nữa nhá. Bây giờ là em sẽ lắp lại cổ loa vào, xong là vệ sinh thùng thiếc các cái là cho nó sạch hết bụi bẩn đi. Để các bác nào đấy thì em cũng hỏi luôn là bây giờ anh muốn đánh kiểu gì, đánh passive hay đánh kick am, thì em sẽ cân đối, vẫn phải chế phân tần cho loa chung và loa tép nó cùng với đường riêng, chứ không bây giờ của nó là new trick 4 new trick 8 cơ, xong về thì mình chế lại nó thành new trick 4 thôi. Đây mạch đằng sau đây. Đấy, new trick này là new trick cũ của nó là new trick 8, nhưng bây giờ nó thành là new trick 4 rồi. Đó. Là 4. Tép 750, tép neo, họng kèn kèn nhôm nữa. Kèn này là chuyên dùng cho A-Zay rồi. Họng của nó khiếp lắm các bác ạ. Không phải là bỗng dưng em đi ôm với cái hàng gọi là siêu kinh khủng tạp này về giới thiệu với các bác đâu. Đấy. Cũng một phần là nhắm tới là em sẽ đánh một thị trường riêng, không đụng hàng với anh em nữa, để anh em đỡ mắng, đỡ chửi, đỡ kêu. Chứ là buôn thật bán thật nhiều anh em ghét lắm. Chơi hẳn cái hàng thuộc dạng series sự kiện này, nó ít người nào. Mấy thứ hai nữa này, anh em nó cũng quý. Buôn thật bán thật những cái hàng này nó phải thật, không như hàng gia đình nó gọi là đồ chơi, còn những đồ này là đồ phục vụ. Nên là buôn thật bán thật tí cho các bác yên tâm, đúng không ạ? Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Chắc tầm một tuần nữa em mới review được cái chất âm của dòng này. Rồi khủng lắm. Đây về vẫn còn nguyên đang nguyên kiện đây, đã thèm bóc hết đâu. Đấy, còn xanh hướng dẫn sử dụng kia, in tờ giấy ra kìa. Anh các bác nào lấy thì em sẽ cho luôn cả tờ A4. Ok nhá, bán theo bộ nhá, không bán theo một đôi đâu, bán cả đấy. Có hai đôi thì bán hai đôi nhá. Đấy, không bán lẻ một đôi đâu. Về các bác tự cân đối tài chính nha. Giá hiện tại đang bán là 38 triệu chưa phân tần. Cả phân tần nó là vào 40 triệu. 40 triệu là cả không phải 38 mà là 36, cả phân tần là vào 38 triệu. Đấy, còn chưa tính tiền ship đâu, ship các bác tự đi mà lo nhé. Và những hàng to cồng cành này thì ship thì em cũng báo cáo trước rồi. Đấy, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Đây các bác xem nhé, một chiếc Ray IBO. Đấy, và trọng lượng của nó thì đúng là hai anh em B cũng há mồm ra, 61 cân một chiếc. Ui dồi khiếp. Mà mang tiếng là bát neo tép neo mà còn 61 cân một chiếc. Bát neo trung neo tép neo. Thôi có khi bỏ xuống thôi. Chứ loại này thì đúng là khủng rồi. Đây là một chiếc nhá. Các bác nào mà đi làm này sâu nhá, mà trồng hai chiếc này nên kết nối dây với nhau, phải 4-5 người cơ, không là vỡ mồm đấy. Nặng quá.